cô nguyễn phương hằng phát ngôn về câu chuyện của đại sư phụ minh tệ là đang câu chuyện đang chấn động trên không gian mạng nha cô chú anh chị mới vừa rồi thôi cô nguyễn phương hằng chỉ có vài lời nói liên quan đến tên của đại sư phụ minh tệ thôi mà cộng đồng mạng đã chấn động như vậy rồi đốt cô chú anh chị từ đâu ra và đây là một cái bẫy truyền thông của ma tăng nha cô chú anh chị nha ma tăng đang mượn gió bẻ măng đang lợi dụng vào những câu nói của cô nguyễn phương hằng và xuyên tạc có cắt ghép Nha cô chú anh chị và từng câu nói ý nghĩa của cô Nguyễn Phương Hằng chưa hẳn là như nhiều người họ đang hiểu nha cô chú anh chị nha theo quan điểm cá nhân của con thôi nha con là người tôn kính và đã đảnh lễ đại sư phụ Minh Tệ nha cô chú anh chị và cô Nguyễn Phương Hằng theo con nghĩ không có một cái lý do nào mà xúc phạm hay là đụng chạm tới đại sư phụ Minh Tệ cả nha cô chú anh chị tại vì cô Nguyễn Phương Hằng và chú Hình Y Dũng có cả một đền thờ đại nam ít hay nhiều gì cũng phải rất chuyên sâu về chánh pháp mà người chuyên sâu về chánh pháp càng sâu bao nhiêu là càng tôn kính đại sư phụ minh tuệ bấy nhiêu nha cô chú anh chị và càng hiểu về chánh pháp bao nhiêu thì mới càng nhìn bọn ma tăng mới ớn nhận bấy nhiêu nha cô chú anh chị nha và cái hiện tại đang diễn ra một cái sức khủng khiếp về không gian mạng như thế này là có góp phần của ma tăng đang cắt ghép dẫn dắt dư luận để dùng chính những người mà có tâm thiện lành đấu đá lẫn nhau nha cô chú anh chị để quên đi bọn nó nha cô chú anh chị nha mọi người phải hiểu rằng là mọi người phải lên nhớ rằng là bọn ma tăng mới là vấn đề chính và từ đây đến khi cô nguyễn phương hằng phát ngôn lên con tin một điều rằng cô hằng không bao giờ xúc phạm tới đại sư phụ minh tuệ và có những câu phát ngôn của cô nguyễn phương hằng nè con có ghi lại nè một số người ở đây có một số người ủng hộ có nghĩa rằng là ở đây vẫn còn có 50 người ủng hộ Thầy Minh Tệ và 50 người vẫn còn bị ma tăng dẫn dắt. Nên đúng ra cô Hằng sẽ không tham gia vào câu chuyện này đâu. Nhưng vì còn mắc kẹt tới 50% người bị ma tăng dẫn dắt. Vì còn u mê này nên có mấy khúc mà cô Hằng mới nói là đừng có thần tượng ai hết, hãy thần tượng ông bà, cha mẹ, tổ tiên đất nước của mình. À, còn người tu là họ tu cho họ. Nếu mà nếu như mà cô muốn nói trực tiếp tới thầy á, thì ngay từ đầu cô đã nói tới tên Minh Tệ là cứ khúc, khúc sau cô cần gì nói tới họ hay nói mắp nói mé làm gì người cô muốn nói ở đây theo con nghĩ là ma tăng ma tăng là gì ma tăng là những người mượn đạo tạo đời ở đây con không nói riêng ai nha cô chú anh chị còn những ai trong thời gian qua ma tăng đã xuất hiện thì cô chú anh chị ở đây quá rành rồi đúng không mình không còn phải nói đó nên cô, nên khi mà cô nói nè cô đang ở đỉnh cao đỉnh cao cái này là gì không phải cô tự cao mà là cô đang ở trên một cái đỉnh cao của sự yêu mến ủng hộ của mọi người Là những người có tâm thiện lành Nên mới có mặt đi đi đến ở những nơi để ủng hộ cô Và cô đang ở đỉnh cao là vạch ra những cái sự thật Tự nhiên bây giờ cô đâu có khùng đâu mà cô cắm cái đầu xuống đất Chỉ vì là cô cô đi săn si với một người chỉ đi khất thực xin ăn một ngày một bữa Không bao giờ có chuyện đó Một người mang áo vá trên người Như đại sư phụ Minh Tệ trên người bây giờ vạch ra có cái gì Ba y một bát hết cùng lắm cùng lắm vạch ra thêm được cái miếng năng lượng mặt trời với lại cái 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 máy nghe kinh cô chú anh chị cô nguyễn phương hằng á giúp đời giúp người giúp bao nhiêu trẻ em bao nhiêu người nghèo tiền mổ tiêm tiền tất cả mọi thứ rất là nhiều các quỹ từ thiện khác nhau cô hằng không tiếc tiền để giúp cho người nghèo mà cô hằng lại đi vạch một người đi khất thực một ngày một bữa để làm cái gì thầy đại sư phụ minh Tệ, có cái gì để vạch Ủa đi xin ăn một ngày một bữa có gì để vạch của chú anh chị mà tại sao cô hằng lại nhắn mạnh tới cái khúc là cúng giường cho những cái thầy tu và họ chỉ tu cho bản thân họ và mình không có phước cúng giường ở đây thì ai nhận tiền cúng giường ai có thùng tiền đại sư phụ minh tệ làm gì ôm thùng tiền đại sư phụ minh tệ ôm là ôm cái lỗi nồi cơm nên mới có cái câu nói là cô chú anh chị phải để ý nè ông ta đúng chỗ nào ông ta sai chỗ nào cô chú anh chị Đúng cái chỗ là Đại sư Phụ Minh Tệ Là làm đúng theo lời Phật dạy Những cái hạnh của Đại sư Phụ Minh Tệ là đúng Những giới luật của Đại sư Phụ Minh Tệ giữ là đúng Đúng chuẩn là một người chăn tu Một vị chăn tu đáng được tôn kính Còn sai là sai chỗ nào Đại sư Phụ Minh Tệ sai cái là Đại sư Phụ Minh Tệ ôm cái lỗ nồi cơm đi Ôm cái lỗ nồi cơm đi Đã... Bây giờ cái 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 nồi cơm của người ta Mắc cái lỗ người ta nấu cơm đâu có được nữa Cô chú anh chị Ma tăng có người á thì bị tháo dỡ chùa đó cô chú anh chị. Có người là phải tháo dỡ tượng đó. Thì thử hỏi có sai chưa? <laughs> cô chú anh chị phải hiểu cái tính của cô Hằng rất hay giỡn. Rất hay đùa nữa này nữa kia để làm gì? Để không ai đoán trước được cái sự kiện diễn ra sắp tới. À, để cho mọi người lắng nghe và hiểu thấu được. Đến khi mọi người nghe được cái chia sẻ của cô Hằng trong sự kiện này á. Thì tại sao cô Hằng dùng từ sứ mệnh? Tại vì phải nên nhớ một câu là ở cái chốn này nó rất nhạy cảm, cái chốn này thì mọi người biết rồi. Cái chốn này người thường đụng vô đâu có được. Mọi người thử đụng vô cái tự nhiên có người réo tên. Mọi người đụng vô một cái tự nhiên cái uh, này nọ chai liền liên quan pháp lý liền. Tại vì cái chốn này nó rất nhạy cảm. Tại vì sao? Cô nói cô chú anh chị nghe, cô Hằng sẽ không bao giờ đụng tới đại sư phụ Minh Tuệ. Mà cô Hằng người muốn đụng ở đây là câu chuyện về Đại Sư Phụ Minh Tệ. Mà mình cũng đừng trách rằng cô Hằng nhắc tới tên Đại Sư Phụ Minh Tệ nha cô chú anh chị. Tại vì cái bọn ma tăng á. Nó lôi tên Đại Sư Phụ Minh Tệ ra nó chửi mỗi ngày nhất là cái con Lê Thì Miễn. Chứ lại mấy cái đứa kia nó chửi Đại Sư Phụ Minh Tệ mỗi ngày mà. Mình đâu cho quyền nó đâu nó cũng vẫn chửi nó vẫn lôi. Còn đằng này cô Hằng lôi ra. Nhưng mà theo một cái hướng tốt đẹp. Theo một cái hướng là vạch cái sự thật ra để 50% u mê còn lại. Thật chắc là cô Hằng nói 50-50 cho mình dễ hiểu thôi. Chứ còn nói mà bây giờ đại sư phụ Minh Tệ là đã khai sáng được phải gọi là 80-90% rồi. Còn có 10% chúng thanh niên thôi. Tại vì nó lỡ dính cái lời thề rồi. Nhưng cái thứ của Hằng muốn là cô Hằng vạch không trượt phát nào. Là những cái chúng thanh niên mà có lời thề là họ xóa bỏ lời thề luôn. Họ quay xe với ma tăng luôn. Họ quay qua họ họ hiểu về đại sư phụ minh tệ Tây vì một người mà giỏi về chánh pháp mà rành về chánh pháp hay là hiểu về chánh pháp mà còn có những bằng chứng chân cầu tại vì á cái giới bên trong đó cô hằng cũng đã đi ngang qua thì cô hằng đã nói rồi gặp cô hằng thả chùm tim chùm 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 đúng mà thả tim chùm chùm ở đây ai thả wow ăn che la của ta ăn che la ai thả lúc đầu là thầy thầy con con câu nói của câu nói của cô hằng nha lúc đầu là thầy thầy con con lúc sau là gì đây này con có ghi chép lại hết nè đó để con nói không có thiếu cái ngôn từ nào của chú chị đang thắc mắc thầy con thầy thầy con con bây giờ là thầy thầy em em ai ai à ăn che la đây rồi à, ai thầy thầy em em là ai thả tim chùm chùm tại sao mà cô nói tới mấy cái vấn đề là mấy cái chị em phụ nữ là mù quáng đa số là mấy chị em phụ nữ mù quáng là sồn xôn, xôn. ủa không mù quáng không thấy cả gia đình của ăn che la nó lôi về không được luôn đó thân sao cô hằng muốn còn đại sứ phụ minh tệ làm gì có đại sứ phụ minh tệ thứ nhất không có chùa chiền đi xin ăn một ngày một bữa học theo lời phật dạy tập học thì không có một cái gì để vạch vạch ra một cái chỉ có ba y một bát thì vạch vạch làm cái gì cô chú anh chị đó nên cô chú anh chị phải hiểu rất thâm sâu và cái vấn đề ở đây tại vì bây giờ cô Hằng mà nó rõ ra à tôi sắp tới tôi sẽ vạch ma tăng. Rồi ma tăng nó để cho cô Hằng sống tới ngày hôm đó không? Cô chú anh chị tụi nó tại vì sao? Mọi người phải nhớ này nè. Cô Hằng nói trong phúc có họa, trong họa có phúc. Bây giờ tôi hết họa rồi tới phúc. Còn á, người ta thì thắng là thắng ngẩng đầu còn tôi là tôi gì tôi, tôi tôi thua ngẩng đầu còn người ta thắng tôi người ta thắng nghiễn đầu. Cô hàng đang muốn nói cái điều gì và nói tới ai? Cô chú anh chị. Và cô chú anh chị phải biết ai là người đứng đằng sau lưng ma tăng. Còn nếu như cô chú anh chị không biết á, cô chú anh chị tìm những tấm hình ai chụp với ma tăng thì cô chú anh chị sẽ thấy ở đây con nói chỉ nói ma tăng nha, là những người mượn đạo tạo đời, con không nói bất kỳ tên ai. Tại vì con nói ra một cái là rất nhạy cảm là con bay màu. Bay màu là sao biết không? Là màu da cam mà đỏ hồng của con đây nè, nó ra thành màu trắng đen là màu cho cốt á nên con không có nói được cô chú anh chị con con hùng râu xin th... mọi người thông cảm cho con hùng râu nha nha cô chú anh chị nó nhưng mà con mọi người phải nghĩ theo cách hoan hỷ thế không có lý do nào mà cô hằng đang được sự yêu thương của mọi người mà để rồi á cô hằng thừa biết được cái sức ảnh hưởng của đại sư phụ minh tệ mà mọi người có thể chấp nhận nè những người những khán giả nè comment nè họ nói họ yêu thương cô hằng bốn năm năm nay mà cô hằng mà xúc phạm tới đại sư phụ minh tệ là họ tẩy chay cô hằng cô hằng thừa biết những điều đó cô chú anh chị người ta ví cô hằng như là bồ tát sống còn ví đại sư phụ minh tệ như phật sống bồ tát sao bằng phật được cô chú anh chị nên cô chú anh chị đừng nghĩ tới vấn đề đó hãy nghĩ rằng cô hằng vạch ở đây là vạch ma tăng không có lý do nào một người như cô hằng mà một mà lại đi binh cho ma tăng mà lại đi xúc phạm đại sư phụ minh tệ điều đó không có đúng ở đây là đại sư phụ, sư phụ minh tệ đúng theo lời phật dạy sai là giác lỗi nồi cơm đi là sai nhà cô chú anh chị nên đâm ra mọi người á, phải nhớ từng câu từng chữ đó còn á cô hằng nói là sau lưng ổng là ai sau lưng ổng là ai tôi sẽ vạch ra không chịu phất nào sau lưng ổng là ai nếu như cô hằng nói câu này không á thì mình nghĩ tới là là à cô hằng đang muốn vu khống cho đại sư phụ minh tệ có người đứng sau lưng mà đại sư phụ minh tệ điện thoại còn không có ai đứng sau lưng cứ đại sư phụ minh tệ điện thoại còn không có ai đứng sau lưng cô chú anh chị sau lưng là ai rồi cái câu sau mới quan trọng mọi người phải nghe đừng để ma tăng cắt ghép dẫn dắt mọi người làm cho những người đang có tâm thiện lành đấu đá lẫn nhau con biết rằng có những người yêu thương cô hằng và không thích thầy minh tệ nhưng có người những người ủng hộ thầy minh tệ tôn kính thầy minh kệ nhưng không thích cô hằng nhưng có những người cả hai như con là con cả hai nha cô chú anh chị nhưng mà, mà nhưng mà con thì con rất rõ ràng con nghe phải từng chờ chừng chữ con không nghe cắt ghép con phải kiếm bản gốc con nghe đây nè sau lưng ổng là ai tin tôi đi tâm linh là có thật nếu mà không có cái câu tin tôi đi tâm linh là có thật á, thì đang nói là có người đứng sau lưng đại sư phụ minh tệ tại vì trước đó là cô hằng nói tới vấn đề phản động nó thổi lỗ tai mà phản động thổi lỗ tai sao thổi được đại sư phụ minh tệ trong khi mọi người mới biết đó bây giờ mọi người muốn gặp đại sư phụ minh tệ còn không được muốn đảnh lễ còn không được muốn đảnh lễ từ xa còn không được nha đại sư phụ minh tệ đang được giữ an nghi rất nghiêm ngặt mà đâu phải đâu, đâu phải người thường đâu cô chú anh chị Như là một viên ngọc sáng của thế giới chứ không phải của Việt Nam Cô chú anh chị, vậy thì phản động nào đụng được tới thầy Minh Tệ Nên chuyện đó là ai cũng biết, con nít nó cũng biết Chứ đừng có nói tới là bản thân con, đừng có nói tới cô Hằng Nên cô Hằng không nói tới phản động thổi lỗ tay Minh Tệ Mà thổi lỗ tay ma tăng Tại vì chỉ có ma tăng nó mới mang những tư tưởng bác mạng. Chỉ có ma tăng chỉ có những cái lòng tham của nó Nó mới chấp nhận với những tư tưởng bác mạng. Và có cái lòng tham của ma tăng thì nó mới bị phản động Nó dụ dỗ được Chứ còn như một người như Đại sư Phụ Minh Tệ Bây giờ phản động nó tới nó dụ thầy nó dụ bằng gói xôi hả Nó dụ bằng một, một cái miếng đậu hũ hả Sao mà dụ được Thầy đã buông bỏ tất cả Mang áo vá y phán tạo Ba y một bát cầm bát bằng cầm cái lỗ nồi cơm đi khất thực xin ăn một ngày một bữa ăn không quá ngọ thì nó dụ dụ làm sao được cô chú anh chị nên phải nghe câu sau tin tôi đi tâm linh là có thật tâm linh là có thật thì ở đây là cô hằng muốn mắc mé tới đứng sau lưng của đại sư phụ minh tệ là ai là trời đất là trời phật đó là có nghĩa rằng là là đại sư phụ minh tệ là phật giáng thế đó với là người một là phật giáng thế hai là a la hán giáng thế đó chứ hoặc là là nói chung là 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 trời đắt giáng thế xuống là đưa xuống cô chú anh chị chứ không phải người thường đó nên năm ra nên mới có cái câu là tin tôi đi tâm linh là có thật nên mọi người phải nghe từng lời từng chữ mọi người phải bình tĩnh mọi người phải hoan hỷ nhẹ từ từ nè cứ như con nè cứ hoan hỷ người ta đánh đại sư phụ minh tệ đại sư phụ minh tệ còn chúc phúc cho họ nha mình không làm được như đại sư phụ minh tệ vì cái đức hạnh của của đại sư phụ minh tệ quá cao rồi nhưng mình là những người đi theo ủng hộ đại sư Phụ Minh Tệ Thì á, người ta chửi mình mình nhịn Còn người ta chửi nặng quá Thì mình sẽ tự vệ bằng cái cách hoan hỷ nhất Đó là người thường Thì bây giờ nè Cô Hằng chưa xúc phạm tới đại sư Phụ Minh Tệ Cô Hằng đang mấp mé Không cho Ma Tăng biết rằng là sự kiện sắp tới là Ma Tăng là người chịu chặn Biết được một cái thì sao Cô Hằng là người toan trước Trắng đen trước lấy gì mà còn còn thân đâu nữa mà nói nó 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 làm liều luôn á cô chú anh chị nó làm liều luôn nên cô chú anh chị phải hoan hỷ hoan hỷ là gì phải đợi đến khi mà cô hằng phát ngôn ra mà xúc phạm đại sư phụ minh tệ lúc đó cô chú anh chị mà không thích cô hằng nữa cô chú anh chị quay xe còn kịp mà con đâu có nói đâu còn kịp mà đúng không còn ai con là yêu thương yêu mến và biết ơn cô nguyễn phương hằng nhưng con tôn kính và đảnh lễ bái sư đại sư phụ minh tuệ con bái sư chứ không phải là bình thường nên con bái sư theo đại sư Phụ Minh Tệ Con phải học được ít hay nhiều Con phải học được cái hoan hỷ Mà trong khi sự kiện, sự việc này chưa diễn ra Thì mình hoan hỷ lắng nghe Mình chờ đợi, hoan hỷ chờ đợi Còn đến khi nào mà diễn ra Thì lúc đó cô chú anh chị muốn comment Muốn nói sao, con cũng đồng ý cả Nhưng mà bây giờ mọi người đừng mắc bẫy ma tăng Làm ơn, ma tăng bây giờ cắt ghép rất nhiều Nó cắt khúc này, cắt khúc kia Thành cô chửi thẳng thầy Minh Tệ luôn Cô chưa từng chửi thầy Minh Tệ Cô chỉ đang nói tới sắp tới Cô sẽ nói về sự kiện đó Là cái sự kiện liên quan tới thầy Minh Tệ Là sự kiện liên quan tới Phật Pháp Là cô nói chung là Phật Pháp Nói riêng là Đại sư Phụ Minh Tệ Nhưng nói chung là Phật Pháp Thì trong cái sự kiện Phật Pháp Đang nổi nhất là sự kiện của Đại sư Phụ Minh Tệ Mà nói thì nói tới Đại sư Phụ Minh Tệ Thì mọi người mới hiểu ra vấn đề Chứ không phải cô muốn nhắc tên Đại sư Phụ mình nhắc tên nhưng mà mình nhắc theo hướng tốt đẹp giống như cô chú anh chị ở đây nè con với cô chú anh chị nè đang nhắc tên đại sư phụ nhưng nhắc tên trong sự tôn kính nhắc tên trong sự tôn nghiêm nhắc tên trong sự kính trọng thì quý hóa mà Hân hỷ ma tốt đẹp nhỉ nhưng mà nhắc tên như cái đám như bên ma tăng nhắc tên tới là xúc phạm thì cái đó mới là nặng thật chắc nghiệp nó tới với ma tăng đỡ không được con nói thật có thể đây cũng là đợt này là cũng là nghiệp tới với ma tăng nè nhân cô chú anh chị nên cô chú anh chị bình tĩnh Tại vì đây là gì nè Cô Hằng nói là trốn nhạy cảm Nên từng câu nói của cô Hằng con đã giải thích trong cái video này rồi Nè Một số người ủng hộ Một số người không ủng hộ Đang ở đỉnh cao 50-50 Và đúng chỗ nào Sai chỗ nào Chỗ nhạy cảm Là sau lưng ổng là ai Tin tôi đi Tin tâm linh là có thật Tâm linh thì không phải là con người Còn á Ma Tăng á Là con người đứng sau lưng Chứ không phải là ông trời Con người là ai con người là ai Là người là chung kẻ thù với cô Nguyễn Phương Hằng Là người mà cô Hằng đã nói mấp nói mé Đưa cô Hằng thế này thế kia đi du lịch Đó Còn nè Thần tượng ông bà cha mẹ Còn người tu họ tu cho bản thân họ Thì Đại sư Phụ Minh Tệ hay nói về vấn đề này rồi Đại sư Phụ Minh Tệ đã nói rồi Tu là tu cho bản thân Còn mọi người cúng dường á Mà cái người tu á Mà họ tu được đắc quả Thì mọi người có phước lành phước lành còn một còn bình thường mà người ta đang cúng dường mà người tu á là mọi người đang phục vụ cho những người tu họ tu cho bản thân họ thì mình không được cái gì cả nhưng mình khởi cái tâm từ bi mình khởi cái tâm cho nhận mình khởi cái 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 cái, cái tấm lòng lương thiện đó mình khởi lên để mình 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 khởi lên khi mình đủ duyên mình sẽ có duyên với chánh pháp rồi có duyên với chánh pháp mình đủ phước lành mình sẽ am hiểu được chánh pháp mà mình đủ phước hơn nữa dày phước như đại sư phụ minh tệ thì mình sẽ là người hành pháp thì nó phải có những bước đầu tiên đó chứ còn không phải ai cúng dường cho đại sư phụ minh tệ một gói xôi để mong rằng mình giàu có không có ai cũng hiểu mà cúng dường là để lấy vì người ta tôn kính thầy đại sư phụ và người ta mong muốn được có duyên được cúng dường thầy một món đồ ăn trong kiếp này Tại vì sau lần này rồi, sự kiện này rồi, mấy ngàn năm sau chắc gì được gặp lại một đại sư phụ minh tệ đúng không? đó. còn thằng lời chị em phụ nữ này mù quáng này kính trọng những người nhiều tiền và là sồn sồn này kia nè thì mọi người biết rồi. còn đại sư phụ Minh tệ có nhận tiền thôi, đưa tiền tới thông cảm đi, thông cảm đi, phạm giới, phạm giới. thì cô hằng nói tới đại sư phụ Minh tệ làm gì? đưa có hai chục ngàn cái thông cảm đi, thông cảm đi, phạm giới mà, phạm giới. thì đâu có nói tới kính trọng người nhiều tiền sồn so, sồn, so. người nhiều tiền sồn so, sồn so, ai? À Ăn che la đây rồi à, Nó phải như vậy nha cô chú anh chị phải hiểu Đừng lời nói đừng để ma tăng nó mượn gió bẻ măng Ma tăng nó đang rất run sợ Nên đâm ra nó mới lặt đặt Nó mượn cái dư luận Về cô Nguyễn Phương Hằng này Nó tấn công ngược lại để cho nó dẫn dắt dư luận Cháo lộn hết đi Để trong thời gian này nó chơi thuật ẩn thân Cô chú anh chị và chính những cái comment, có những comment những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Minh Tệ Thạc Và vô chửi cô Hằng có luôn nhưng cũng có cái bọn ma tăng nứt trong đây rất là nhiều của chú anh chị để nó làm hiệu ứng đám đông mình phải tỉnh táo mình phải hoan hỷ giống như đại sư phụ minh tệ người, đại, người ta chửi thì mình còn hoan hỷ được còn đằng này người ta chưa chửi mà mình đi chửi trước người ta rồi là đâu có được mình hoan hỷ đừng học theo ma tăng ma tăng là nó đụng là nó chửi là nó hồi đứa xém nó đánh con luôn cô chú anh chị ở trong trong ấy xém tí nữa là quân của chú quang là đánh con luôn mười mấy người còn nhân gia của phòng xém bị đánh vô quay phim chụp hình đó mà xém bị đánh đó cô chú anh chị mình không phải giống ma tăng người ta nói ra mình hoan hỷ được cái nào mình hoan hỷ còn mình không hoan hài hỷ được thì mình không đến với nhau nữa đó, còn nếu mình có thể bức quá mình có thể để lại những lời cay đắng cũng được người thường mà nhưng mà bây giờ cô hằng chưa nói ra mà mình đã bả phủ đầu trước rồi thì mình cũng chưa có hoan hỷ tốt đẹp nhỉ nên năm ra mọi người phải cẩn thận ma tăng cắt ghép lắm hãy tin con và những lời giải thích này đi nếu như cô hằng á, mà lên tiếng mà không đúng như những ý con đang nói quan điểm của con á, thì thôi lúc đó cô chú anh chị vẫn còn kịp mà rồi mọi người chia sẻ mạnh để cho nhiều người biết được cái clip này để kịp thời cho không là ma tăng là nó rất là quậy và con cảm ơn mọi người rất là nhiều xin chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp lại mọi người nha bye bye mọi...